mẹ kế tiêm nước tẩy bồn cầu vào mỹ phẩm, đồ ăn của con chồng suốt 9 tháng. Lý do đằng sau khiến dư luận phẫn nộ. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2019. Một nữ sinh 16 tuổi không được tiết lộ danh tính, gọi là A, sống ở tỉnh Gyeonggi, đã nhiều lần phát hiện có mùi lạ trong bánh mì sandwich và mỹ phẩm của mình. Khi các dấu hiệu ngày càng rõ ràng, cô quyết định đặt một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ để tìm ra nguyên nhân. Một tuần sau, sự thật được phơi bày. Theo các clip ghi lại, trong vòng một ngày, người mẹ kế họ Lee ngoài 40 tuổi đã vào phòng con chồng đến 3 lần. Bà ta dùng kim tiêm bơm chất lỏng màu trắng đục vào mỹ phẩm, kế đó là đồ ăn của A. Em đã nói chuyện với mẹ kế, bà ta chỉ cười và cho rằng em quá nhạy cảm, A nói với phóng viên đài JTBC. Nhưng khi xem lại video một lần nữa, A quyết định rời khỏi nhà và báo cảnh sát. Tim em đập rất nhanh, tay chân bủn rủn nhưng cố sức chạy khỏi ngôi nhà đó. Cảnh sát đã lục soát khắp căn nhà, thu giữ được nhiều ống tiêm và các tang vật khác. Người mẹ kế Lee cũng khai nhận việc sử dụng chất tẩy rửa nhà vệ sinh để đầu độc con chồng. Đó là hình phạt dành cho A khi dùng điều khiển TV đánh con trai tôi, nghi phạm nói. Con trai ruột của Lee lúc đó 7 tuổi và cũng gần ấy năm mâu thuẫn mẹ kế con chồng không thể giải quyết được. A chia sẻ, em bất hòa với mẹ kế đã 7 năm nhưng không dám nói với ai, kể cả khi bị đánh em cũng chỉ biết khóc một mình. Bà ta không hề đem lại một chút cảm giác gia đình. Theo lời nghi phạm, bà ta lần đầu tiên đầu độc A vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, cách thời điểm vụ việc được A phanh phui khoảng 9 tháng. Cảnh sát đã bắt giữ Lee với cáo buộc ngược đãi trẻ vị thành niên. Viện Điều tra Khoa học Hàn Quốc cũng đã vào cuộc, tiến hành phân tích các loại chất lỏng mà nghi phạm Lee sử dụng. Giáo sư Kim Kyung-soo từ Bệnh viện Seoul cho biết, nạn nhân bị đầu độc bởi chất tẩy rửa nhà vệ sinh, có thể nôn mửa, thậm chí bị tổn thương dạ dày nghiêm trọng. Ngày 6 tháng 3 năm 2019, người mẹ kế Lee bị đưa ra tòa vì hành vi cố tình gây thương tích. Ngoài ra, Lee còn bị buộc tội ngược đãi 2 lần trước đó. Bà đã đánh con gái chồng bằng lòng bàn tay với lý do ồn ào vào lúc trễ giờ. Phiên tòa đầu tiên xét xử Lee tuyên án. Bị cáo đã gây ra những vết thương không thể khắc phục cho nạn nhân đang ở tuổi vị thành niên, làm tổn hại rất nhiều đến niềm tin của công chúng đối với gia đình tái hôn. Tuy nhiên, tòa cân nhắc về việc bị cáo đang nuôi em cùng cha khác mẹ của nạn nhân và lượng chất độc được sử dụng cũng không nhiều. Mẹ Kelly cho rằng bản án đầu tiên tòa đưa ra quá nặng nên đã kháng án. Bản án bị hủy bỏ tại phiên tòa phúc thẩm. Theo ý kiến của bồi thẩm đoàn tại phiên phúc thẩm, bị cáo là mẹ kế của bị hại nên có bổn phận bảo vệ và dưỡng dục nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo lại nhiều lần có hành vi ngược đãi và thực hiện hành vi phạm tội có chủ đích lên nạn nhân. Cuối cùng, ngày 28 tháng 3, bản án kháng cáo hình sự thứ 6 của tòa án quận Suwon, chánh án Kim Jong-nam đã kết án 1 năm tù cho Lee, 47 tuổi. Người này vi phạm luật phúc lợi trẻ em và âm mưu hãm hại không thành. Theo bạn thì bản án dành cho Lee liệu đã thỏa đáng để răn đe tình trạng bạo lực gia đình trong các gia đình tái hôn ở Hàn Quốc hay chưa? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé! Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chưa Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé! Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chưa Đọc Truyện.